Vừa qua tại Tuyên Quang đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại các tỉnh phía Bắc năm 2016 với sự tham gia của 28 tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Bắc. Trong năm 2015, các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra đã thực hiện 523 chương trình xúc tiến thương mại, trong đó có 85 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, giúp doanh nghiệp các địa phương tìm kiếm mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Các hoạt động xúc tiến thương mại chủ yếu là tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, khảo sát nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài, kết nối giao thương, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp các địa phương. Tại hội nghị, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại đã nhấn mạnh, trong năm 2016, Cục xúc tiến thương mại sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thực hiện kết nối doanh nghiệp địa phương với các nhà đầu tư, các nhà nhập khẩu nước ngoài, tìm thị trường xuất khẩu bền vững cho một số sản phẩm nông sản các tỉnh và thành phố. Cục xúc tiến thương mại cũng đề nghị Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố bám sát mục tiêu, nội dung, tiến độ được Bộ Công Thương phê duyệt để triển khai các đề án xúc tiến thương mại quốc gia kịp tiến độ.